phút đây. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt ở cái hội chợ Xuân Kỷ Hợi trước cái khu vực sân vận động Mỹ Đình Hà Nội, và khá là choáng ngợp trước những cái chậu hoa lan Trần Mộng huyền thoại đến từ Sapa. Chúng đã được tập kết ở đây để phục vụ cho người dân thủ đô chơi Tết. Ngoài ra lan Trần Mộng ra thì các bạn cũng có thể bắt gặp rất nhiều những cái chậu lan điện lan đang rất là nhiều nụ, sẵn sàng bung nở vào đúng cái Tết Nguyên Đán, hay là ngắm những cái chậu lan hồ điệp khổng lồ với hàng trăm vòi hoa đang nở rất là rực rỡ. Đôi khi bạn cũng có thể bắt gặp những cái chậu nhất chi mai đang bung rất là nhiều hoa, rất là đẹp. Ở cái hội chợ Xuân này thì đào với quất hay là các cái loại hoa trái khác thì nó rất là bàn ngàn rồi, rất là nhiều, và tôi không quay chúng trong cái video này. Và mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá những cái chậu lan Trần Mộng nổi tiếng đang có mặt ở cái thủ đô lúc này nhé các bạn nhé. Lan Trần Mộng hay còn gọi là cái địa lan kiếm Trần Mộng. Cái tên Trần Mộng nó xuất phát từ cái điển tích loại lan này thì xuất hiện trong giấc mộng của vua Trần Anh Tông từ thế kỷ thứ 13. Cái loại hoa này thì nó có cái mùi thơm ngọt dịu. Hoa nó cũng to hơn các cái dòng điện lan khác và nó khá là dài. Có cái vòi hoa có khi nó dài cả mét, và nó có rất nhiều các cái nhiều bông ở trên đó. Đặc biệt là loại lan này thì ở khu vực phía Bắc thì nó chỉ thích hợp với cái khí hậu của vùng đất Sapa. Rất nhiều các cái đại gia Việt đã bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để săn cho được những cái chậu lan Trần Mộng đẹp nhất từ trước Tết Nguyên Đán cả tháng cơ. Và lan Trần Mộng thì họ bán theo cái số cái vòi hoa. Đấy. Mỗi vòi hoa nó có giá từ khoảng 400.000 cho đến 2.500.000. Và trung bình một chậu to như mà các bạn đang xem như thế này này, một chậu to thì nó có khoảng 60 đến 100 vòi hoa. Thế cho nên là những cái chậu hoa lan Trần Mộng loại 1 ấy, nó có giá khoảng trên 100 triệu là bình thường. Mấy hôm trước thì theo thông tin từ một vườn chuyên cung ứng lan Trần Mộng, cái vườn này lớn nhất ở Sapa ấy, thì mỗi năm chỉ chờ vào đúng cái tháng Tết thôi, họ có thể thu về khoảng trên 20 tỷ đồng. Đây là một con số khá là ấn tượng đó các bạn ạ. Và những cái chậu lan này thì nói chung chủ yếu để phục vụ các cái đại gia thôi, những cái người rất là mê cái loại lan này và muốn trưng Tết những cái loại hoa đẹp lạ. Cũng có nhiều người thì mua làm quà biếu đối tác hoặc là biếu cấp trên. Như thế thì các bạn có thể thấy là những cái chậu lan đẹp nhất ở hiện tại thì nó lại không nằm trong số những cái chậu lan ở Mỹ Đình này nữa. Tại vì là những cái chậu lan đẹp nhất thì đã về tay đại gia hết rồi. Đây là chỉ là những cái chậu lan loại 2, loại 2, loại 3 thôi.
Tuy nhiên là tôi cũng rất ấn tượng với những cái trước cái vẻ đẹp, nó rất là quý phái và nó đẹp một cách đặc biệt. Các bạn có thể thấy một cái chậu chỉ nhìn thấy toàn hoa là hoa thôi. Đấy, như cái chậu này thì chị chủ báo giá nó khoảng 50 triệu, 60 triệu. Đây là một trong những cái chậu đẹp nhất ở cái khu vực này. Còn đây là những cái chậu địa lan Santo vàng, vốn đã khá là quen thuộc với người dân phía Bắc những năm gần đây rồi. Thì cái chậu như cái chậu này thì có giá khoảng 2 triệu 3. Ở hội chợ Xuân Mỹ Đình lần này thì mỗi cái chậu này nó có giá từ 1 cho đến 3 triệu, một cái mức giá nó khá là nhẹ nhàng so với cái lan Trần Mộng lúc nãy kia. Và cũng giống với lan Trần Mộng ấy thì cái loại địa lan này thì nó được trồng bằng củ nha các bạn nhé. Tuy nhiên là đa phần chúng ta chơi Tết xong thì rất khó là trồng lại để chơi tiếp được cho năm sau, vì đây là cái loại lan nó được trồng theo kiểu công nghiệp ấy. Và nó cũng đòi hỏi những cái khí hậu và cái thổ nhưỡng đặc biệt để có thể sống và ra hoa tiếp được. Còn đây là nhất chi mai này. Ngày xưa mỗi dịp Tết thì tôi cũng hay mua cái một cây nhất chi mai này về. Cây này cũng từ Sapa về và thân nó còn rất là nhiều rong rêu. Ở cái mức giá thấp hơn lan Trần Mộng thì các bạn có thể lựa chọn đến những cái chậu lan Hồ Điệp rất là nhiều màu sắc này. Tôi đã thấy rất là nhiều các công ty hoặc là công sở hay mua các cái chậu Hồ Điệp này về để trưng Tết, vì nó rất là rực rỡ và nó cũng chơi được lâu. Đây các bạn có thể nhìn qua cái màn ảnh thấy nó nhỏ, nhưng mà nhìn tận mắt thì nó khá là lớn. Như cái chậu lan này nó có giá khoảng 23 triệu đồng. Nếu mà tính cả hoa cả đôn với chậu thì nó cũng cao khoảng trên 1,5 mét đấy các bạn. Và mỗi cái chậu to như thế này nó cũng có cả phải có cả 100 bông. Nếu tính về giá trung bình các cái chậu lan Hồ Điệp to như thế này nó vào khoảng từ 10 đến 30 triệu. Và cái số vòi hoa của nó cũng là từ khoảng 50 đến 100 vòi hoa. Thực ra những cái chậu to như thế này thì là người ta ghép từ nhiều những cái gốc nhỏ. Đây ví dụ những cái gốc đơn như thế này chẳng hạn thôi. Đấy, họ sẽ ghép rất là nhiều các cái gốc, mà mỗi gốc nó chỉ có khoảng 1 đến 2 vòi hoa thôi. Thường thường là họ mỗi gốc họ chỉ để 1 vòi hoa thôi. Và các cái gốc họ phải xếp theo hình chóp nhọn thì mới thành một cái chậu đẹp như thế này được. Nếu mà sau Tết mà các bạn có thể chơi tiếp thì các bạn nên tách nhỏ nó ra và mỗi gốc các bạn cho vào một cái chậu lan riêng.
Thực ra cái lan hồ điệp thì nó cũng khá là dễ trồng. Các bạn có thể chỉ cần mua cái than than củi á, các bạn về rửa sạch nó đi và ngâm nước rửa sạch nó đi và cho cái gốc lan hồ điệp này vào trồng là nó sống tốt rồi. Nói chung chơi hoa lan thì có thể chơi được cả tháng chết tháng Tết ấy, vì nó bền hoa hơn các cái loại hoa trái khác và màu hoa của nó cũng khá là sáng. Nói chung với người miền Bắc thì việc chơi đào quất thì nó khá là truyền thống và nó bình thường rồi. Tuy nhiên là cũng ngày càng nhiều người muốn thay đổi và đột phá khi chuyển sang chơi các loại hoa quả đặc biệt khác vào mỗi cái dịp Tết đến. Các bạn có thời gian thì xin mời ghé qua cái hội chợ Xuân Kỷ Hợi được tổ chức ở trước sân vận động Mỹ Đình để thấy xuân nó về nó tràn ngập như thế nào, và cũng là để sắm cho mình một chút hoa trái để trưng Tết trong năm nay. Mặc dù là cái giá nó có thể nó khá là đắt đỏ đấy, cho nên tuy nhiên là biết đâu khi chúng ta đến xem tận mắt thì mới thấy được cái vẻ đẹp của nó như thế nào chẳng hạn. Hoặc là đôi khi cũng chúng ta cũng chỉ đến để cần ngắm thôi, chụp cho mình những cái bức ảnh làm kỷ niệm.